Chào các bạn, hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu về mm vuông, bảng đơn vị đo diện tích. Bài học này giúp chúng ta biết tên gọi, ký hiệu, độ lớn của mm vuông, quan hệ giữa mm vuông và cm vuông. Biết tên gọi, ký hiệu, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích. Trong bảng đơn vị đo diện tích, biết chuyển đổi các số đo diện tích từ đơn vị này sang đơn vị khác. Nào, chúng mình cùng học bài mới nha. Ai có thể nhắc lại cho mình những đơn vị đo diện tích chúng ta đã học? Mình nhớ là mình đã được học các đơn vị đo diện tích là km vuông, hectomet vuông, decamet vuông, mét vuông, decimet vuông và cm vuông. Đúng rồi. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một đơn vị đo diện tích khác nữa, mang tên mm vuông. Đây là tên đơn vị để đo những diện tích rất bé đó các bạn. Vậy thì 1 cm vuông bằng bao nhiêu mm vuông vậy Thỏ Ngọc? Muốn biết 1 cm vuông bằng bao nhiêu mm vuông, ta hãy nhìn vào hình vuông này. Ta thấy hình vuông 1 cm vuông gồm 100 hình vuông 1 mm vuông, nên ta nói 1 cm vuông bằng 100 mm vuông, hay 1 mm vuông bằng 1/100 cm vuông. Như vậy là chúng ta đã biết thêm một đơn vị tính diện tích nữa rồi. Nhiều đơn vị quá phải không nào? Vì vậy chúng ta hãy xem bảng đơn vị đo diện tích sau nhé. Có bạn nào biết đơn vị chính để đo diện tích là gì không? Đó là mét vuông. Những đơn vị lớn hơn mét vuông đứng ở vị trí nào và những đơn vị bé hơn mét vuông đứng ở vị trí nào so với mét vuông? Các đơn vị lớn hơn mét vuông là deca mét vuông, hecto mét vuông, km vuông sẽ đứng bên trái mét vuông. Còn những đơn vị nhỏ hơn là decimet vuông, centimet vuông và milimet vuông sẽ đứng bên phải đơn vị mét vuông. Đúng rồi, mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền, và mỗi đơn vị đo diện tích bằng 1/100 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Dựa vào hai nhận xét trên, bạn hãy điền tiếp vào chỗ trống để hoàn thành bảng đơn vị đo diện tích nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn giỏi lắm. Bài học hôm nay kết thúc. Để xem lại bài giảng, các bạn bấm nút nghe lại nhé. Hai mươi chín mm vuông. Bạn làm đúng rồi. Ba trăm linh năm mm vuông. Ba
bạn làm đúng rồi. Một nghìn hai trăm mm vuông. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm.